Này ơi, này, này ơi, này này, này ơi. Nào vừa gọi thì nhà tao đây. Nào đây. Anh Cu Tèo. Lại cũ rồi. Anh Tèo. Vẫn cứ Tèo. Phải gọi là Quang. Anh Quang, Tiến Quang, hiểu chưa? Anh Quang sang chơi. Ơ hay. Thế không nhìn thấy cái gì đây à? Dép. Dày, dép. Này, nhưng mà có thấy mới không? Đấy, bùn. Bùn là lỗ có ruộng. Này, mới cứng đấy. Thế còn đây nữa. Quần. Mà là quần gì? Quần đen. Trời ơi, đen. Long jean đấy. Long jean là cái gì? Từ Trung Quốc nhảy qua sông Hồng về Việt Nam đấy. Không biết. Lâu nay lại không đi chợ đông chứ gì? Không đi. Đấy. Này, giá quần áo bây giờ là lên lắm. Lên à? Ừ. Này, lại biết không? Anh mua bộ này những 64.000 đấy. Đắt thế á? Ừ. Đắt thật đấy. Đắt mà anh vẫn cứ mua. Lại có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày gì mà anh Cu Tè mặc diện thế? Không biết à? Hôm nay là mùng 1 à? Ôi trời. Hay anh đi lễ rằm? À đúng rồi. Hôm nay là ngày giết sâu bọ. Giết sâu bọ? Cái việc gì tôi phải mặc cái bộ long jean này? Thế giết ai? Lại không biết à? Giết Lại đấy. Đừng sợ. Lại có biết không? Lâu nay tôi vẫn luôn để ý đến Lại. Thấy Lại đã lớn tuổi rồi mà chẳng có thằng đếch nào nó thèm lấy. Quên, ý tôi muốn nói là Lại đã lớn tuổi rồi, chẳng lẽ cứ sống mãi đến già? Như thế thì khổ lắm. Tôi thương Lại lắm. Vâng. Thế nhưng mà cái số phận của em nó hầm hiu như thế thì cũng phải đành chịu vậy. Chị biết làm sao được cả anh Cu Tèo. Nhưng mà Lại cũng đừng có bi quan. Bởi vì có nhiều người vẫn đang để ý đến Lại. Chẳng qua là do Lại không để ý quan tâm đến thôi. Anh cứ nói thế để động viên em chứ. Em là gái già rồi, ế rồi. Ai mà dám lấy em nữa? Già là già thế nào? Đẻ được là lấy chồng được. Mà đẻ trước, lấy chồng sau lại càng tốt. Đó lời ông Văn Nghiệp, trưởng thôn đấy. Già giả suốt ngày trên loa. Thế chưa quan triệt à? Ai dám lấy em? Ơ kìa, Lại. Anh lấy em. Nhưng mà anh còn chị Cu Tèo cả con hĩm ở nhà kìa. Úi giả ơi, con vợ của anh nó không biết đẻ. Nó tòi liền một lúc hai con vịt rời có khổ anh không ấy chứ đấy. Mà anh thì lại đang rất cần một thằng con trai để nối dõi. Lại lấy anh nhá. Giời ơi, ế chồng ra được con sĩ. Trời ơi, mỏi trai tân. Mỏi đâu ra mà sẵn thế à? Lại lấy anh là hợp lý quá chứ còn gì nữa. Lại lấy anh nhá. Ơ kìa, Lại anh cứ đùa em. Ơ kìa, anh không đùa mà. Lại Lại. Đây tạm thời là cái lễ ăn hỏi. Là khoai nghệ đấy. Khoai của nhà anh vừa to lại vừa ngọt. Đấy, ăn sống cũng ngọt. Làm miếng đi này. Ăn rồi. Ăn rồi thì thôi. Lại lấy anh nhá. Rồi Lại sẽ đẻ cho anh một thằng cu nhá. Sau đó anh sẽ dồn tất cả cho Lại nhé. Anh sẽ cho con vợ anh nó ra rỉa luôn. Mỗi ngày anh sẽ bồi dưỡng cho Lại 2 trứng gà. Làm đồng thì phải khai mương, mà làm dai 2 vợ thì phải thương cái vợ nhì. Anh Cu Tèo làm Lại bất ngờ quá. Chẳng qua là do Lại chưa lấy chồng lần nào cho nên bất ngờ. Chứ còn lấy vài lần rồi thì nó sẽ qua mình mà. Lại thấy không? Khoai của anh vừa to lại vừa ngọt. Cầm lấy đi em. Đó kìa. Cầm lấy đi. Đấy. Cầm rồi nhá. Nhận rồi nhá. Thế là
Điền trao cháo múc rồi nhá. À, thế là xong rồi nhá. Lại ơi, lại ơi. Lại ơi. Ôi trời. Lại. Tiếng ai như thằng Giang Còi. Lại. Cô mời Giang Còi đến đây hả? Không. Đấy là tự anh ấy đến chứ. Sao lại tự đến? Cô quan hệ với thằng chân vịt đấy à? Hả? À? Lại ơi. Lại ơi, lại ơi. Anh cô ngồi xuống đi. Tại sao cô quan hệ với nó? À. Anh Giang cũng tốt lắm chứ. Tốt cái gì? Thỉnh thoảng anh hay sang đây nhá. Buộc lại cái hàn rào hộ này, xong lại buộc lại cả dàn mướp hộ này. À. Hôm nọ nhá còn cho cả một chục trứng vịt to lắm. Thế mấy hôm sau lại cho cả một con vịt nhá. Này 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 này, trứng vịt làm sao bổ bằng trứng gà của tôi hả? Lại hả? Ơi, lại. Ôi trời ơi, thôi thôi thôi. Cô ra ngoài cổng nói nó dăm ba câu rồi tống cổ nó về nhá. Ừ. Rồi quay lại đây. Chúng ta lại bàn tiếp về chuyện khoai và chuyện dạo ngõ mà. Thế nhưng chuyện mà hỏi. Khách đến nhà thì phải mời khách vào nhà uống nước, ăn thuốc. Chứ sao lại tống cổ khách về? Này, hay là bây giờ anh cu tèo vào trong buồng lánh để lái ra. Mời anh Giang Còi vào đây uống nước, ăn thuốc, rồi dăm ba câu chuyện. Khi nào anh Giang Còi về thì anh cu tèo lại ra đây nhá. Anh cu tèo vào buồng đi. Tối dạ thế. Cho người ta vào buồng còn vẫn anh cu tèo. Cu tèo. Rời ạ. Lại ơi. Lại. Rời ơi. Để người ta gọi rác cả cổ. Sao ra muộn thế? Em đang ngủ. Ừ, sao... Ai biết anh đến giờ này? Đến giờ này thì người ta mới đi làm đồng hết. Mới không có kẻ nhòm ngó chứ. Anh sợ mọi người nhòm ngó à? Anh chả sợ thằng chó nào cả. Anh không thích. Thế thôi. Hôm nay anh diện không? Diện. Kính đẹp thế. Ừ. Trông như thầy bói ở chợ Đông. Sao lại thầy bói? Này nhá, anh phải xúc cả tạ thóc của vợ bán thì mới mua được cái kính này đấy. Có bọn ngu si nó sản xuất đấy. Tạ thóc á? Cả tạ thóc của người ta đấy. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Không. Anh đố em đoán được đấy. Ừ, ngày giết sâu bọ thì không phải rồi. À, xá tội vong nhân à? Ừ, sao lại xá tội vong nhân ở đây nhỉ? À, đúng rồi. Loa của bác Văn Hiệp trưởng thôn nói từ sáng đến giờ là ngày HIV. Ôi giời, cái chuyện anh với Lài thì liên quan gì đến HIV? Cái gì? À, Lài đoán ra rồi. Nói đi. Ngày cúng kỵ anh Giang Còi ạ. À. Cười, tệ anh vẫn sống nhằm răng để chết để dỗ. Vẫn sống á? Ừ, thêm lạ chứ. Vẫn sống à? Ừ. Đoán được chưa? Chưa đoán được cái gì? Thế để anh Giang đoán giúp nhá. Ừ, hôm nay anh ăn mặc thế này đến đây để anh muốn nói với Lài rằng anh muốn lấy Lài. Nhưng anh Lài có vợ rồi. Ừ, anh có vợ rồi. Chính vì anh có vợ rồi, anh có vợ rồi anh mới muốn lấy Lại chứ. Anh chưa có vợ thì anh lấy Lại làm chó gì. Ý anh là khi anh có vợ rồi thì anh mới có kinh nghiệm, anh mới có con mắt nhìn, anh mới thấy Lại hông to, ngực nở, cái lưng gù mắn đẻ lắm. Lại đẻ dễ lắm hả? Thì cứ đẻ đi, dễ lắm. Lài, anh muốn thổ lộ thật với Lài rằng Lài ơi, hôm nay anh đến đây để anh nói rằng anh muốn lấy Lài. Tội gì anh trông Lài như một đóa hoa nhài. Lài ơi, anh xin Lài đừng đem bông hoa nhài mà cắm vào bãi. Anh đừng hát nữa. Anh mà hát nữa là em khóc đấy. Ô kìa, Lài. Lài ơi, Lài ơi. Lài. Lài ơi. Lài ơi. Lài ơi. Hôm nay là ngày trọng đại. Anh trước là có chút lễ mọn dâng lên các cụ bề trên để chứng giám cho chúng ta. Đang xanh nhưng giấm chỉ tháng là chín, ăn được luôn. Sau nữa là đây là của Lài này. Và nước đàn này anh đấy, mới đẻ
Nóng hổi, cầm mà xem. Đấy, nóng chưa? Đây nữa này. Có trống rồi đấy nhá. Đây nữa này. Ôi trời ơi. Chết rồi ơi. Nhưng mà không sao. Để chiều bác lên ăn với cơm nhá. Hả? Khoai thằng nào đây? Của anh Tiến Quang cho em. Tiến Quang là thằng nào nhỉ? À, thằng Quang Tèo phải không? Đúng thằng Quang Tèo rồi chứ gì? Tại sao em lại quan hệ với nó? Lần trước anh đã nói với em rồi là không được quan hệ với những thằng không có dâu như anh, hiểu chưa? Nhưng mà em thấy anh Quang cũng tốt lắm nhá. Tốt là tốt cái gì? Thỉnh thoảng anh ấy đi đâu anh ấy rẽ vào đây. Anh ấy buộc lại hộ em cái cọc trâu. Anh dọi lại hộ em mái bếp. Lại mái bếp? Với cả cái hố phân xanh anh cũng làm hết đấy. Lại cả hố phân xanh. Này anh nói cho em biết nhá, nó đóng giả đấy, nó trả vờ đấy. Cái thằng Quang Tèo nhá là cái thằng hư nhất cái làng này. Suốt ngày cờ bạc này, rượu chè này. Em biết không, tuần trước nhá, nó mang một cái vật giá trị nhất của nhà nó. Đó là con gà mái. Mà lại còn vô lương tâm đến mức là con gà mái còn đang ấp, mang đi đánh đề. Chiều thua, vợ nó ở nhà, thấy mất hết gia sản rồi, định treo cổ lên xà nhà tự tử. Nhưng mà xà nhà cao quá không treo được, chui vào gầm giường tìm thấy một cái lọ thuốc sâu, ngửa cổ uống mấy ngụm liền mà không chết. Rồi, uống thuốc sâu tự tử mà không chết hả anh? Đang coi thuốc sâu giả. Chí đầy thế kia kìa. Em đi hỏi cả làng này mà chưa hết đâu. Cái thằng Quang là cái thằng khốn nạn, cái thằng mất dạy. Vợ nó đã dạy bao nhiêu lần không được. Một lần nó cầm chổi nó lùa chạy cho đánh què lê què dệt. Thằng Tát Việt, ông phiền chuyện nói xấu tôi hả? Hả? Mày đâu chui ra này? Ở trong buồng nhà tôi. Tôi cần gì tôi phải nói xấu ông? Nhá, ông đi hỏi cả cái làng này xem. Hỏi cái gì? Hỏi xem là hôm nọ thằng nào bị vợ nó đánh cho nhá, bỏ lê bỏ càng ra, chui vào gầm giường nó còn chọc cái cán chổi cho gãy mấy cái răng liền nhá. Không răng thì xỉ đấy à? Ê, răng giả. Hả? Hả? Còn ông thì tốt đẹp lắm đấy. Cả tốt đẹp hơn ông. Thế ông vừa rồi say rượu, vợ đánh cho chui vào gầm giường, chui vào gầm tủ. Ông còn cái không? Cái đồ nhòm trộm. Ôi trời ơi, đánh bạc nhá. Rồi bán hết cả đồ đạc ở trong nhà. Đồ đạc nhà tôi rồi. À đúng rồi. Hai con lợn giống. Ông đi đặt đánh đề. Chuyện đấy lâu rồi nhá. Họ quay chính mồm tôi được ăn. Thế ông có cái ăn ông mới học đáng lắm. Này ơi, này này, em có biết không? Còn cả một cái thùng thóc giống nữa, nó cũng đẹp đi đặt bạc. Thế còn gì để mà nói? Đấy mà đấy, giống à? Đấy là thóc lép, em đừng tin nó. Thóc lép mà là con mập mọc ra. Thôi, em cứ tin anh. Em cứ tin. Mồm nó leo leo. Lấy thằng có dâu này, nó không có dâu. Này. Dâu này nhọ mõm là cái gì? Có nhiều đứa không có mõm mà nhọ nhá. Cái không mõm là cái gì đấy? Đấy mà gọi mõm là. Đây là mồm. Tôi xin hai anh, hai anh đừng có cãi nhau nữa. Thằng này nó cãi nhau. Mày cãi trước nhá. Mày cãi trước nhá. Đến ngần này tuổi đầu rồi, tôi mới có người để ý tới, mà lại là hai người. Anh trước. Anh. Nhưng cả hai người đều có vợ rồi. Thì có vợ mới lấy em chứ. Nhưng mà cả hai người đều muốn lấy tôi làm vợ. Đúng. Nhưng mà lại là vợ lẽ. Có vợ cả rồi. Thì đúng rồi. Nhưng mà cả hai người đều muốn tôi đẻ con trai. Đúng rồi, không, con gái thì nó làm gì nữa. Gọi anh là quý tử, đẻ cho anh là quý tử. Thế tôi đẻ sinh đôi à? Nhưng mà anh đến trước. Anh đến trước, anh đẻ sinh đôi. Tôi đến trước ông nhá. Tôi đến trước. Tôi nói ông nhanh nhá. Này, làm sao? Tôi hỏi ông nhá, thế khoai tôi để đây rồi này. Khoai của ông vứt ra chó nó gặm nhá này. Chú tôi đã chỉnh các cụ rồi nhá. Chứ của tôi để nhà nhá. Này, khoai của anh rất to mà sống tới này, cổ trứng của anh nở ra cả đàn vịt nhá. Ôi giời ơi, nở đem gì? Ra đem gì? Quan trọng là khoai rất to này. Khoai ra để làm gì? Là nghe anh đi, khoai của anh rất to. Này nhá, anh nhá, một năm nhá, vịt nhà anh đẻ ra 4 đàn nhá. Tôi chưa nói hết. Thì em nói tiếp đi. Tôi biết tài của hai anh rồi. Anh tài hơn. Nhá. Anh tài hơn. Anh tài hơn. Tài tài, tài kiểm tao tài hơn mày nhá. Thôi. Đúng 9 giờ sáng mai. Làm gì đây? Nếu ai đến đây trước cùng với lễ vật là... Là cái gì? 9 ngọn dây khoai lang. Anh. Mỗi ngọn dài 9 mét. Ôi giời ơi, kể cả 9 mét rưỡi. 9 củ khoai lang. 9 củ lại khoai à? Mỗi củ nặng 9 cân. Ôi giời ơi, kể cả là một yên. 9 quả trứng vịt lộn. Trứng vịt đây. Rồi. Mỗi quả nặng 9 lạng. Đúng lạ rồi, lại tôi về tôi bảo vịt nhưng tôi nhớ là phải lộn thành vịt con rồi. Lộn thì con ấp cái lộn ngay. Cùng với 9 nải chuối xanh. Nải chuối xanh đây rồi. Mỗi nải 9 quả. Đấy.
Về tỉa bớt đi. Thôi giấm là chín. Nhưng mà không đều. Mấy giờ? 9 giờ. Đúng 9 giờ. Tôi phải trước, tôi phải trước nhá. Lại ông đi trước về sau nhá. Ông đi sau. Ông trước về sau nhá. Ông trước về sau nhá. Tôi phải trước về sau nhá. Tôi đến trước. Chết rồi, 9 giờ chưa? 9 giờ rồi. Đấy là đồng hồ của ông vặn nhanh lên nhá. Ai? Chó là vặn nhanh đồng hồ lên. Là bắt đầu. Lại nhá. Rồi xấu nhau nó vào. Quên đi nhá.